Hai ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc thành công với nhiều nội dung quan trọng. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tình hình triển khai và kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong các ngành, các lĩnh vực, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, dự báo những thuận lợi, khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận tại kỳ họp tiếp tục thu hút được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở thảo luận xem xét toàn diện khách quan, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 35 nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của các cấp các ngành theo quy định của pháp luật. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo điều hành để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tiếp theo. Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cả hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã, các cơ quan tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo thi hành các nghị quyết mới được thông qua, tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả, kịp thời thích ứng phó với biến thiên tai, dịch bệnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.